Em xin kính chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Em tên Nhã, Nga Năm, Sóc Trăng. Bữa nay em lần đầu tiên lên kênh LTK. Em muốn giao lưu với cô chú anh chị một số phôi mai tứ quý, mai vàng, với mặn, linh sam, lụa, với vú sữa. Mong tất cả cô chú anh chị ủng hộ em. Cô chú anh chị thấy cây nào hợp nhãn anh bớt qua em qua số điện thoại 0329 646 020. Đó cũng là số Zalo của em. Đầu tiên em xin lên cây tứ quý. Rồi quay về vòng cho người em cho thông số luôn nha. Cây tứ quý đế sổ nha cô chú. Dáng trực cành phóng. Rồi cho thông số luôn nha Phi ơi. Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu ha, 105. Cành phóng nó 50 ha. Cây này già lắm rồi Phi ơi. Cây này chủ nhà cũng có dời một lần trồng trong bồn á. Cây thì sống mạnh khỏe hay Phi. Rồi cho hoành luôn ha Phi ơi. Hoành thân em đo ở vị trí này ha, là 33. Rồi em đo cái đế sổ luôn hay cô chú ơi. 38 nha. Là em đo từ cổ rễ là 38. Rễ là cộng lực bự 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 không hay cô chú ha. Đất bao nhiêu là đế bao nhiêu luôn ha. Kính mít hết. Lót trong lót ngoài đầy đủ luôn nha. Em hạo cái cành cái thóc thân 24. Rồi cây tứ quý mã số 1 nè, em xin giao lưu với cô chú anh chị là 7 triệu ha. Em bao phí ship toàn quốc ha. Rồi em đổi cây luôn. Và tiếp theo là mã số 2 cây mai vàng ha. Dáng tàn có cốt chủ mà hơi đa đa ha. Đế thì bắp lực đầy đủ. Trong thời gian con đo có cây nào mà thông số không rõ ha, cô chí cô chú kết bạn Zalo với con này rồi con gửi thêm chi tiết ha. Chiều cao từ mặt bầu tới đỉnh là 105. Lỡ đo tán ngang cái. Tán ngang là 59. Cây thì bắp rễ lực nha cô chú ha. Hoành thân eo này là 37. Để con đo cái đường kính bầu cho cô chú dễ hình dung. Đường kính bầu là 65. Thoát thân là 35. Cây này mai vườn không à Phi ơi. Báo cô chú luôn mấy cây này là cây già không à. Em thì không có cây trồng thiên nhiên không à. Cây mai vàng mã số 2 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu em miễn phí ship ha. Em bao ship toàn quốc hết toàn bộ cây bên em ha. Miễn phí vận chuyển hết luôn ha. Rồi tiếp theo là cây mã số 3. Cũng là cây mai vàng ha. Đế nôm lực. Có cái giọng lắc ha. Con chừa cành phóng này cho cô chú ha. Cô chú nào có thích về cũng muốn chơi dáng nào thì chơi. Cây này nó cũng lên ra cốc, nó cũng già cây dữ lắm ha cô chú ơi. Mấy cái nách này lên cốc hết trơn rồi. Dạ. Cũng lên clip đầu tiên nè, có gì sai sót thì cô chú cũng góp ý con để biết đường làm clip sau ha. Để con rút kinh nghiệm. Con thì cắt hờ hờ vậy cô chú về thích chơi cái dáng nào của chú cắt lại ha. Cây này nó có giọng lắc cũng thấy duyên, có duyên lắm nha cô chú.
Mấy cái bể đít này nó muốn lên xù, nó chỉ muốn lên thôi nghe cô chú, chứ con không có báo xù ha. Nó chỉ già cây thôi. Cây nào có đế mới mua ăn à? Cây thì bên em săn cây lúc nào cũng đế. Lực cũ cho cô chú nuôi cũng có hàng có tương lai rồi con mới mua không à. Chứ con không mua lan. Cho lên bộ. Rồi con cho thông số cây mã số 3 nữa cô chú ha. Chiều cao từ mặt bầu tới đỉnh là 75 cô chú ha. Để đo cái thoát thân chỗ giọng lắc này 15 ha. Có cái giọng lắc này cũng đẹp lắm cô chú. Đường kính bầu nó 70. Để đo cái độ sổ đế 29 ha cô chú. Chính lên tiếp. Ngay eo nè. Bình thân này 42 ha cô chú à. Đo lặn đo trên cái eo nha cô chú. Sổ đế vậy mày. Rồi đo sổ đế rồi phải. Cọng ghế nó bự lắm cô chú ơi, ghế nó lực lắm. Bắp ghế này là chính. Nó cũng lên mấy cục cục con cũng để luôn ha. Cây thì đế lực nôm gọn đế ha. Rồi cây mai vàng mã số 3 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 7 triệu rưỡi ha. Miễn phí ship ha. Bao phí ship toàn quốc. Giá 7 triệu rưỡi ha cô chú ha. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0329 646 020. Đó cũng là số Zalo của em ha. Cô chú anh chị nào cũng muốn thêm chi tiết gì đó, kết bạn Zalo với em gửi thêm chi tiết thông số ha. Đầy đủ ha cô chú. Rồi em xin đổi cây luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã số 4 ha. Con lên cho cô chú xem cây Linh Sam ha. Cây này thì chủ nhà cũng chưa có sửa gì ha cô chú. Chỉ có vô nước dây uống uống vậy thôi chứ chưa có sửa kiểu gì ha. Cô chú mình về có muốn sửa kiểu nào lại thì sửa ha. Còn bộ đế này ông trồng trong cái khạp á cô chú, rồi nó lồi lên sẵn vậy. Hôm qua con làm ra cái nó, con bứng ra thì bộ đế tới dưới đất luôn rồi đó. Giờ cái bầu nhiêu là bộ đế nhiêu á. Về cô chú nào có thích chơi cái dạng như là tiểu cảnh ôm đá gì đó ha, thì cô chú khui ra làm thêm ha. Cây này chủ nhà có một cặp rồi ha cô chú. Nó trồng chơi bởi vì người ta phái vụ rễ rễ đó rồi ta moi ra. Cây này thì đế này thì chú cô chú hết sợ táp nắng rồi, tại nó nằm theo năm tháng ở trong ruộng rồi. Chủ nhà nó trồng hồi xưa giờ vậy rồi. Con hạo hạo có chiều cao ha cô chú à. Nó cao quá còn đo cũng không tới. 1m2 ha. Tán ngang hiện tại là 1m1 nha cô chú à. Cái này cô chú muốn coi lại cũng được ha, muốn sửa kiểu nào đó. Đo cái bình thân ngay cái eo nè. Nó 22 nha cô chú. Đo cái độ thoát thân luôn cái phi. Cây này lùng lực lắm nha cô chú à. Độ thoát thân nó là 8. Một trăm lẻ bảy. Rồi cái độ sổ đế thì nó cô chú muốn sổ bao nhiêu thì nó còn nhiêu chứ, nó đầy đủ hết trơn cô chú. 45. Hiện tại tới mặt này là 45 nha cô chú. Cây này thì con đóng khung đi ha cô chú ha. Cô chú yên tâm nhiều đó ha. Con bán thì con gom gom mấy cái này con gọn lên con đóng vô cái khung đi ha. Rồi cây này con xin giao lưu với cô chú. Cái này là cây Linh Sam 86 nha phải cô chú ơi. Con xin giao lưu với cô chú là 2 triệu 2 ha. Con miễn phí ship luôn ha. 2 triệu 200 ngàn. Bao phí ship cho cô chú mình luôn. Rồi con đổi cây luôn cô chú. À, tiếp tục mã số 5 là cũng là cây Linh Sam siêu bông ha. Cây này cây siêu bông mà ông chủ nhà ông lấy cái đọt 86 ông ghép qua đây có một đọt ở trên là 86 ha. Ở trên là cái đọt Linh Sam 86 còn ở dưới là Linh Sam siêu bông ha. Cây này ông chủ nhà cũng biết chơi lắm ha cô chú ơi. Ông sửa cũng cây này vậy mà già cây ông nói 89 năm rồi đó. Đường thân thì dáng đổ cũng lắc lượng ha. Ổng sửa cũng từ nhỏ rồi. Thấy con cặp đẹp quá rồi năn nỉ chia về giao lưu với cô chú luôn.
Từ mặt bầu tới đỉnh là 100 ha. Em đo cành bay này tới cành hồi. 95 nha cô chú. Mình thăng ở vị trí này là nó 19 nha cô chú nha. Thăng để lắc lượng. Đo cái độ đế sổ cô chú tham khảo luôn. 37. Rồi cây linh san siêu bông này em xin giao lưu với cô chú mình là 2.500.000, em miễn phí ship nè. Mấy cây này thì đóng khung hết hai cô chú. Giá 2.500.000 em bao phí ship. Tiếp tục mã số 6 nha, là cây mặn nha cô chú. Cây mặn này là mặn xưa, mặn trắng nha cô chú. Dáng bonsai nha. Cây này chủ nhà của hổng nó cũng dời lên bồn chơi rồi, ta tính sửa chơi rồi đó, rồi con vô gặp thì giao lưu. Mua về giao lưu cô chú luôn ha. Cây này cũng có thừng rồi ha cô chú. Nó có đâm rễ cám nữa ở trong này hết rồi ha. Ngay chân ở chỗ này nè Phi. Cái nguyên cái cọng rễ này ha cô chú. Nó kéo mặt lại hết nè, mà nó bị lũa trong này con có đục vệ sinh rồi ha, tha keo lại hết nè, mà sống mạnh khỏe ha cô chú. Có cọng rễ chỗ đó à. Đế thì cái bầu bay lớn là đế bao nhiêu luôn ha cô chú. À, con nhắc lại là cây này cái mặn trắng xưa hay cô chú? Mặn trái trắng nha. Cây này hồi xưa là trồng hộp không à? Mấy cây này mặn xưa mà. Bởi vì đế nó mới nhiều vậy hả? Dạ. Đế thì nó cũng bít bầu hết luôn cô chú ơi. Không có trống mặt nào chứ. Em đây đo. Chiều cao từ mặt bầu tới đỉnh là 50 ha cô chú ha. Để đo lỡ đo cái này đi rồi hỏi đo cái thân bự đó riêng ha. Tổng của hoành lắm. Tổng của hoành là 77 ha cô chú. Hoành thân đại diện. Đo lại cái cốt đại diện. 59 ha cô chú ha. Nó có cành bay này cũng có duyên ha cô chú. Vậy cô chú mình sửa dáng bay cây này cũng đẹp ha. Rồi cây mặn mã số 6 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu ha. Em bao phí ship. Rồi xin đổi cây luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã số 7 ha cô chú ha. Là cây lụa. Cây lụa dáng cũng lắc lượng ha cô chú. Lụa này cũng già dữ lắm rồi, bà nói ba mấy năm rồi đó. Tại trồng ở trong cái bồn á. Bà có cái bà tắn 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 gạch lại đó Phi. Lụa thường thường thì nó 2-3 thân không nghe cô chú nha. Mà cây này thì nó có 1 thân một mà dáng lắc lượng đẹp quá, mua về giao lưu với cô chú luôn nha. Chiều cao chắc tầm 2 mét thôi Phi. Chi cành nó đóng một cốt mà chi cành cũng đều lắm nghe cô chú. Đế thì nó cũng hơi nôm nôm cũ ha. Phỏng chiều cao 2 mét đi cô chú ơi. Già nó trái cục, cây này già dữ lắm, già bà nói gần 30 năm. Đế thì nguyên một củ đặc luôn ha cô chú. Nó nôm 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 nha. Rồi xin đo cái hoành nha. Hoành tại vị trí này là 66 ha cô chú, 6 tính 65 cũng được ha. Tính 65 đi Phi. Đo cái thóc thân nha cô chú. Hình dung luôn. Cây này nó cũng hơi cao. Thóc thân là 74 ha. Dáng nó cũng lắc lượng. Độ số đế là 35 nha cô chú. Rễ thì nó bệnh nguyên một củ luôn, đo củ đặc nữa. Một mét tám nha Phi. Để lại đặt cứng nè cô chú ơi.
Lụa thì thường thường nó 3-4 thân rồi nó nằm mà nhiều ha. Có cái này được 1 thân dáng lắc lượng. Khía nhưng mà. Già. Chủ nó gần 30 năm mà. Rồi cây lụa 3 số 7 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu 500 ngàn em miễn phí ship ha. 6 triệu rưỡi em bao phí ship luôn. Rồi em xin đổi cây luôn cô chú ơi. Tiếp tục là mã số 8 này cô chú. Là cây vú sữa, vú sữa lò gàng mình á. Hồi xưa mấy cây vú sữa này trồng hột không nghe cô chú. Cây chú thủ dán cây vú sữa này dán trực ha. Em đo chiều cao rồi phải vô quay chi tiết cho cô chú mình tham khảo luôn. Chiều cao 90. Đế là nó đặt cứng bầu luôn nha cô chú. Vú sữa trồng hột bây giờ nó đế lắm chú. Vú sữa này vú sữa lò gàng hả cô chú. Trái màu xanh xanh bự. Rồi em đo cái hoành thân nó luôn cô chú. À, vị trí này là 93 cô chú. Cây này thoát thân cũng thấp. Cây nặng quá lên mà quay không nổi. Cây này lên mà quay không nổi rồi cô chú ơi. Thấp thân nó 28. Rồi cây số giữa mã số 8 này xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu 500 ngàn ha. Em bao phí ship ha. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi em miễn phí ship nha cô chú. Rồi em xin đổi cây luôn cô chú ơi. Tiếp tục mã số 9 cũng là cây vú sữa lò gàng ha cô chú ha. Lô này em có 3 cây vú sữa lò gàng ha. Có đế có dáng. Cây này cô chú về dễ sửa. Ở đây nó có cái nhánh mai còn thấy cưng quá còn không có cắt nha cô chú. Cô chú nào về muốn cắt bỏ thì cắt ha. Cô chú nào muốn để nữa cho nó chỗ có mai lấy lọc luôn cô chú cũng được cô chú ơi. Lựa cây có dáng rồi về giao lưu cô chú dễ sửa rồi. Dáng trực lắc cũng có cành phóng vậy nó cũng có duyên cây. Bộ đế chỗ này nó cũng hơi lắc lắc em. Chiều cao từ mặt bầu tới đỉnh là 100 nha cô chú ha. Tổng cái hoành hoành thân cây này lớn lắm thôi. Cây này hoành thân 120 cô chú à. Đó xích lên thử đây. 111 á, chỗ này là nhỏ nhất đó. Điểm đo cành hồi này nó 75 nha cô chú. Trực có cành phóng cũng có duyên thôi chú. Cây vú sữa mã số 9 con xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu 500 ngàn miễn phí ship ha. Cây này ship cũng nặng thôi chú. Đế thì nó cứng bầu hết à. Em lựa cây cũng có dáng có đế à. Cây này em bao sống cho cô chú anh chị mình toàn bộ cây bên em ha. Rồi em xin đổi cây luôn cô chú ơi. Tiếp tục là cây mã số 10 ha. Cũng là cây vú sữa lò gàng mình ha cô chú. Cây này thì dáng 5 thân ngũ phúc nha cô chú. Cốt thì nó liền nha cô chú. Nó ra lên trên này thì nó ra 5 thân nha. Cây này thì nồi đế dữ lắm nha cô chú ơi. Đế là cứng bầu. Cái bầu lớn là đế bê lớn đó. Đắt thịt nạc hết phía. Đế thì cứng bầu luôn á. Không có chỗ nào trống hết. Cây này lên bằng quay cũng không nổi rồi cô chú ơi.
Bình thân chỗ này là 121 tính 120 thôi cô chú, dễ tính ha. Bình thân 120. Cái này thoát thân này thấp thôi cô chú ơi. Thoát thân nó 25 nha cô chú. Để đo cái đường kính bầu cho cô chú dễ hào. Đường kính bầu là 103 nha cô chú. 103. Cây này thì đế nồi đế bầu bao nhiêu là đế bao nhiêu luôn hay cô chú. Đo cái cành phóng nữa. Cành phóng này 53 cô chú ơi. Rồi cây cuối clip mã số 10 em xin giao lưu cô chú anh chị mình là 9.500.000. Em bao phí ship luôn ha. Rồi cây này cũng là cây cuối clip ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem clip nãy giờ ha. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em có động lực săn clip sau có cây đẹp hơn ha. Số điện thoại của em là 0329646020, đó cũng là số Zalo của em ha. Cô chú anh chị có hợp cây nào của inbox Zalo em rồi em gửi thêm chi tiết ha cô chú. Xin chào và cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem kênh ha.